Sáng nay tại Nha Trang, Trung tâm Hợp tác Quốc tế nuôi trồng và cái thác thủy sản bền vững ICAFIS phối hợp với tổ chức East Farm Việt Nam và tổ chức chứng nhận SGS Việt Nam tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực hành trách nhiệm xã hội trong ngành thủy sản Việt Nam. Trên cơ sở nội dung chính của hội thảo như đánh giá hiện trạng thực hành trách nhiệm xã hội trong chuỗi cung ứng khai thác thủy sản tại Việt Nam, rà soát các chương trình chứng nhận đang áp dụng tại Việt Nam, từ những nghiên cứu đó xây dựng một nguyên tắc thực hành phù hợp với điều kiện và đặc thù của ngành thủy sản Việt Nam. Đặc biệt thúc đẩy các tác nhân trong chuỗi cung ứng khai thác thủy sản thực hành áp dụng, vận động để cơ quan quản lý nhà nước xây dựng ban hành các văn bản pháp lý hướng dẫn thực hành. Các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản Khánh Hòa đã nêu rõ thực trạng hiện nay nhiều hệ thống chứng nhận về trách nhiệm xã hội được các khách hàng quốc tế yêu cầu đối với thủy sản Việt Nam vẫn còn bị bỏ ngỏ. Do đó, các doanh nghiệp đề nghị cần xây dựng chính sách thực hành trách nhiệm xã hội trong chuỗi cung ứng thủy sản, ra soát chính sách và các chương trình chứng nhận về trách nhiệm xã hội. Dự thảo bộ nguyên tắc thực hành trách nhiệm xã hội trong chuỗi cung ứng thủy sản